Các bạn thân mến, đặc tính của khổ qua là giải nhiệt. Chúng ta có thể dùng khổ qua để ăn sống, xào, nấu canh, hầm và chúng ta cũng có thể kho. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một bài học về khổ qua kho, đó là khổ qua nhồi đậu hũ và kho sả. Với món khổ qua nhồi đậu hũ kho sả, chúng ta chuẩn bị như sau. 200g khổ qua, 1 miếng đậu hũ, 1/4 lá tàu hủ ki tươi, 1 nửa cái nấm cây, 1 quả ớt, sả băm. Gia vị đi kèm gồm nước mắm, nước tương, hạt nêm, đường, nước màu, tiêu và dầu ăn. Khổ qua để làm món khổ qua nhồi và kho sả, chúng ta nên chọn khổ qua nhỏ, khổ qua đèo. Nhưng hiện nay ở chợ, lâu lâu chúng ta đi chợ, chúng ta lại thấy ở ngoài chợ bạn hàng bán cho chúng ta một cái loại khổ qua như thế này, người ta gọi là khổ qua rừng. Rất là đắng, nhưng sau khi cái vị đắng vừa mới tan trong miệng thì chúng ta thấy ngay cái hậu của nó rất là ngọt. Chúng ta làm cái khổ qua rừng như thế này này sẽ ngon hơn là khổ qua đèo, tại vì khổ qua đèo kho nó sẽ hơi bị dai. Sau khi mua khổ qua thì chúng ta sẽ về rửa thật sạch và xẻ một đường, sau đó dùng cái ngón tay hoặc là một cái cán của cái muỗng đó, và chúng ta lấy hết cả hột ra. Thì sau khi lấy hột rồi, các bạn nhìn thấy rằng trái khổ qua nó hở ra như thế này và bên trong này hoàn toàn rỗng. Đối với đậu hũ thì các bạn sẽ luộc chín với lại một ít nước có pha muối. Tức là trong nước luộc chúng ta có pha muối. Sau khi luộc với nước muối rồi thì chúng ta sẽ vắt khô và chúng ta sẽ giã để cho phần đậu hũ này nát. Tàu hủ ki chúng ta sẽ băm nhỏ, cắt nhuyễn. Nấm cây chúng ta sẽ cắt nhỏ. Sả băm và ớt. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái việc là nhồi cái trái khổ qua. Tôi sẽ trộn hỗn hợp đậu hũ. Tôi nhắc lại, đậu hũ luộc với lại nước có pha muối và luộc chừng khoảng 10 phút, sau đó vớt ra. Chúng ta dùng cái khăn chúng ta sẽ vắt để cho cái đậu hũ này nó ráo nước. Trong trường hợp các bạn không thích vắt thì chúng ta sẽ để miếng đậu hũ ở trong hai cái lớp khăn và chúng ta sẽ dùng cái thớt và chúng ta sẽ đè xuống, để trên một cái vật nặng. Thì chừng khoảng nửa tiếng sau, nước ở trong đậu hũ sẽ ra bớt. Nấm đã băm nhỏ. Tàu hủ ki, tàu hủ ki lá nhé, và tươi chúng ta cũng cắt nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ cho gia vị. Gia vị cho vào đây sẽ chỉ là một ít hạt nêm và tiêu. Các bạn trộn đều nè. Và bây giờ chúng ta sẽ cho vào trong cái trái khổ qua. Các bạn cũng lưu ý rằng là trong quá trình mà kho đó thì đậu hũ và tàu hủ ki sẽ nở. Thế cho nên là chúng ta không có nhồi căng. Các bạn nhồi căng thì một tí nữa cái nhân này nó cũng sẽ rơi ra ngoài thôi. Nó không có nằm ở trong trái khổ qua đâu. Chúng ta chỉ nhồi vừa kín mặt như thế này thôi. Với 200g khổ qua thì các bạn dùng như vừa rồi tôi nói đó, là một miếng đậu hũ, 1/4 lá tàu hủ ki và 1/2 cái nấm cây thôi. Thì chúng ta sẽ nhồi được hết. 200g thì khoảng được 17-18 trái. Đó. Thì ở đây phần này đã được nhồi xong rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu kho. Và khi kho thì cái gia vị nó sẽ gồm có nước mắm, nước tương, hạt nêm,
đường. Nước màu. Chúng ta sẽ cho vào đây khoảng một chén nước lạnh. Và nấu cho hỗn hợp gia vị này sôi lên. Khi hỗn hợp gia vị ở trong chảo sôi thì chúng ta sẽ cho sả. Tùy ý các bạn thích ăn sả bằm hay sả cây thì đều được. Không có quan trọng lắm là sả bằm hay sả cây. Có nhiều người không thích ăn sả bằm tại vì nói nó sạm. Rồi, cũng tùy ý là chúng ta thích ăn ớt nguyên trái hay là chúng ta ăn ớt xay. Ở đây tôi kho ớt nguyên trái. Bây giờ chúng ta sẽ cho khổ qua vào. Có một nhắc nhở nhỏ ở đây, đó là có những món ăn là bài thuốc. Thí dụ như khổ qua thì nó giải nhiệt, không nào, nó có tính là mát. Thế cho nên là chúng ta nếu chúng ta kho lâu quá hoặc nấu lâu quá, những cái chất mà dược tính ở trong trái khổ qua sẽ mất đi. Hầm quá lâu, kho quá lâu sẽ không ngon. Cho nên là chúng ta sẽ chỉ kho vừa phải thôi. Ở đây tôi kho tính từ thời gian bắt đầu cho vào cho đến lúc mà được nhắc ra để ăn, tối đa 15 phút. Bởi vì các bạn cũng biết rằng khổ qua rất nhanh chín mà ăn sống được. Thứ hai nữa là đậu hũ, tàu hủ ki và nấm cũng rất là nhanh chín. Sau 15 phút thì cái phần khổ qua này đã chín này. Các bạn nhìn thấy rằng là nó teo lại phần nào và nó trở màu. Chúng ta chuẩn bị sẵn một cái nồi đất và chúng ta sẽ cho phần khổ qua qua đây. Trong phần này chúng ta sẽ cho một ít dầu ăn. Tùy ý các bạn muốn ăn có tí nước để mà chan cơm hoặc là chúng ta kho thật là quẹo lại thì cũng tùy theo ý thích của mỗi gia đình. Nào, chúng ta sẽ để cái phần hỗn hợp này cho nó sôi lên qua ở trong cái nồi đất này nè. Các bạn, tôi cũng lưu ý các bạn luôn là thường cứ nghe nói rằng kho tổ, nhưng mà chúng ta cũng không cần phải dùng cái tổ từ đầu đâu. Chúng ta có thể kho bằng chảo cho nó nhanh, sau đấy chúng ta làm nóng cái tổ và chúng ta sẽ cho qua tổ. Rồi cái phần rút nước còn lại đó thì ở trong cái tổ đất hay là cái thố đất. Và cũng để hướng dẫn các bạn cách sử dụng thố đất cho bền. Đó là trước khi mà các bạn sử dụng, đi vào sử dụng chính thức, chúng ta mua về thì nó có hai loại. Một cái loại là người ta gọi là tráng, một cái lớp nó gọi giống như là da lươn, tức là màu nâu, bóng hết từ bên trong tới bên ngoài, tức là có một cái lớp men ở bên trong. Hai là nồi đất thông thường của người Việt Nam là không có tráng gì hết. Thì với cái nồi đất thông thường không tráng gì, các bạn về các bạn phải ngâm nước một ngày, trong nước có pha muối. Sau khi ngâm một ngày rồi, chúng ta đem phơi nắng, đổ cái nước ra đi. Chúng ta ngâm, rút hết nước á vào trong cái thố rồi, chúng ta lại ngâm nước lần thứ hai và phơi nắng. Cứ như vậy chúng ta làm 3 lần. Đến lần thứ 3, để muốn cho cái thố đó mình dùng có thể được 50 lần kho đi kho lại, thì các bạn phải luộc cái thố đó trong dầu. Tức là chúng ta có một cái chảo dầu, rất là nhiều dầu, và chúng ta thả cái thố đó vào, chúng ta đun sôi. Sau khi đun sôi rồi, chúng ta ngâm trong dầu 24 tiếng và chúng ta vớt ra, thì các bạn có thể tái sử dụng 50 lần mà thố không bị vỡ. Đó. Dù cho món chay hay món mặn cũng đều là cách làm thố như vậy. Đối với thố da lươn, tức là cái thố như các bạn nhìn thấy tôi đang làm nè, nó có cái độ bóng, tức là có lớp men, thì chúng ta không cần phải ngâm dầu, nhưng khi về thì các bạn phải đổ ngập nước, thả muối hột vào và chúng ta nấu sôi trong vòng 30 phút, cứ nấu cho nước nó sôi. Sau đó để thật nguội, đổ nước đi thì các bạn có thể sử dụng được lâu dài. Khổ qua trong nồi nó đã rất là sôi.
Bây giờ chúng ta sẽ rắc vào đây một ít tiêu và tắt bếp, giữ lại một chút xíu nước để tí nữa chan cơm. Khổ qua kho tiêu không khó làm, nguyên vật liệu tìm cũng dễ. Chúng ta có thể kho một thố và để dùng trong vòng 1-2 ngày cũng không sao. Ăn cùng với cháo cũng ngon và ăn với cơm thì thật là tuyệt vời. Mong rằng các bạn sẽ rất thích thú món ăn này.